Xin chào các bạn. Hồi nãy mình đi chợ, mình mua cái sầu riêng trong cái hộp này nè. Hồi nãy mình có nói giá đúng không? Nó 14 đồng, mà cái này nó sale còn có 9 đồng, 99 là 10 đồng. Đó. Mở sao anh? Mùi thơm rồi đó. Đây, nãy nằm trong thùng đông á các bạn, mình để nãy giờ á cho nó mềm ra đã mới ăn được. Có cái chỗ mở của nó phải không anh? Đừng, nó không có lại thì không có cái kéo ở đây đâu á, tay mạnh. Trời ơi, hai muối, một muối nhỏ xíu à. Nè, các bạn ơi, một muối rất là to, còn muối này nhỏ xíu à. Giờ sẽ ai ăn ai nhịn đây. Thôi mình ăn muối lớn đi nha. Cái này cho anh nè. Người to là ăn cái nhỏ, người nhỏ là ăn cái to. Xin mời các bạn. Xin mời các bạn ăn thử với mình ha. Ngon quá. Trời ơi. Trời ơi, ngon quá. Tuyệt vời luôn á. Nó còn cứng không? Không, mềm mềm. Lạ quá, lạ quá. Ngọt không? Ừ. Nhiều lên quần, trong quần anh á. Ừ. Nó mềm mà. Nó béo quá sợ luôn á. Đúng rồi, nó nhập khẩu nó bán qua đây là phải ngon chứ dở ai ăn. Ngon quá. Ok, ăn xong rồi, bye bye các bạn. Ăn nhiều nước miếng hả? No. Ngọt quá. Nó ngọt quá. Cho anh miếng à? Sao cho anh có hộp? Có nhiều quá. Sầu riêng hạt lép mà. Bữa hổm mình mua một trái á là 25 đồng. Nó cũng rất là lớn ha. Anh nhớ không? Không phải lớn mà nó, muối rất là nhiều. Mà hạt lép 25 hay là 45 đó. Quên rồi. Chắc 45 quá. Lạnh quá. Hả? Lạnh quá. Ủa, rất tan hả? Ừ. Rất tan em hả? Cầm tới lạnh ngón tay luôn á. Thế hả? Thế không lạnh là tay đâu hả? Không, không hả? Ừ, hụt nữa xíu à. Không có hụt luôn hả? Có mà nhỏ xíu giống bạn có. Ừ. Hụt nè. Hụt nhỏ xíu là sao bạn? Nè. Hả? Nó xuống lên miếng đá nè. Ừ. Nó chưa tan hết. Ừ. Nó chưa tan hết. Ừ, hộp giỏi xíu à. Dạ thôi, mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúc các bạn một ngày thật là vui vẻ, làm việc gặp nhiều may mắn. Bye bye.